À, con lấy cái cuốc đi chờ đi đạo nè. Hôm nay hai mợ cháu đi đi câu cá. Dạ. Con có đặt ở ngoài mà. Đặng câu nè. Bỏ nó đặng cho nó ăn cơm mà đâu chứ lại đây cơm đâu ăn. Thôi ơi để dành hút đi mà nhỏ cho có lấy không? Hả? Nhỏ cho có lấy không? Nó cũng hút mà. Thôi nó cũng hút. Rồi lại đây đi coi con cháu đi đào trùng. Đào ngay chỗ đường đi này luôn hả? Lá cái còn lấy cái lá tre hồ, lá tre nó tốt bự. Có không? Cái này con phải đào sâu á. Ê, bữa tư đào chỗ này cũng có nè ta. Đây, bữa tre bên này. Ừ. Đó, đó, ngay chỗ đó đó. Bữa tư đào nhiều lắm. Có không? Không. Nó đi học cứ chịu chịu là câu cá. Câu cá hơn cho mẹ kho ăn cơm, nấu canh chua nữa. Này là nhà ông anh, ông nuôi. Nuôi cá rô, giờ xuống câu. Ngày mai con đi làm hả? Con làm đêm hả? Cuốc ở gần chục con ra mình tha hồ mình câu luôn. Rồi hổm rồi Nguyên hỏi này con đi làm mẹ giữ hả? Rồi em có đi làm không? Em con á. Em con học. Nó còn học hả? Học nay lớp mấy rồi? Được nhiều chưa? Con cuốc bên này nè. Cho nó ít. Con gì? Ông nói sao chứ ông nói là đào một hai cuốc là câu thấy thấy mẹ hay sao hả? Giờ thấy mẹ đâu, nhỏ giờ nó đào thấy mẹ luôn à. Có hai ba con đây cũng được. Đâu nè mấy con thôi, mấy con bự bự không à. Ừ đâu, để đại ca ra đào coi coi. Đeo cuốc ở đây coi. Rồi đưa cho đại ca đào nè. Đây tàn trứng vật trứng này nha. Đó cũng có đó. Nhiêu đó ra câu đi. Ra câu ta đào nữa cho nè. Hồi sáng giờ có cho cá ăn chưa hả? Ừ, chú mong cho cá ăn rồi là lát hai mở cháu tôi đè ông quýt á. Còn câu đâu? Đã hủ cần quá. Cần không phải mà lửng lột câu được không? Giật qua cái chứ quét chịu lấy cần vô. Hôm bữa thấy có cái ông nào ông mua cái lưỡi để đó. Nhỏ nhỏ thôi, nó ngoài đó đó, cái cần ngoài đó. Ừ. Rồi. Rồi vậy đi. Đây, dính một con rồi. Câu về cái nhiều cái gì ngoài làm gì ăn? Về kho, kho tổ. Ừ.
nướng ăn cũng ngon đó Đăng. Nướng dầm nước mắm. Ừ đúng rồi, nướng dầm mắm mà con nướng bằng lửa củi nha. Chưa ăn luôn. Ôi câu cá nhìn thấy mê á, hồi nhỏ Tư cũng vậy á. Ôi ơi, câu cá mà ghiền luôn á. Cái đợt mà Tư 20-21 tuổi vậy á, Tư đi làm xí nghiệp về á, cái cũng muốn đi câu cá, ra câu, ngồi câu một nửa xô luôn. Ba trong cào rạp nó câu làm gì mà câu dữ ăn ớt luôn mà nó câu gì nó thấy nóng lạnh. Rồi. Ui con cá này nó bự quá. Đâu đang đang coi coi đang. Con này bằng hai ngón tay. Ừ. Quá bự ha. Ba ngón. Ơi. Cá rô này bự này nha cả nhà ơi nè. Hôm bữa mà mình quay mấy cái con này bự không? Dạ. Đây câu được nhiêu đây nè cả nhà. Giờ nó vô trong lục bình nó ngủ hay sao? Trời ơi, ổng nói sốc lắm nha. Ổng kêu hai mợ cháu mày câu đi. Giờ lựa con nhỏ câu trước đi, để chiều hai ông cháu tao câu con bự. Quá trời không. Ôi. Con này bự không? Anh cũng nhỏ. Nhớ luôn hả? Ủa cậu Tư mày cũng đang ăn nhấp nháy á. Có khi nào ông nói đúng không Đăng? Giờ mình câu con nhỏ chiều cũng con bự không, nói mấy nhỏ ham ăn. Quá con này bự nè cả nhà ơi. Ừ. Bự mà nó tròn vo à ha. Cá mập chứ. Nãy giờ mở cháo mình câu nhiều chưa? Cũng nhiều rồi. Ừ. Câu thêm mới nữa đi chờ ngoài. Đây một con. Ôi sao nó quay dữ vậy nè. Đó. Đây nó ăn mồi trùng nè cả nhà. Ôi nó dính có chút xíu rồi, chút nữa là nó rớt xuống à. Rồi dữ luôn cái rớt luôn. Ôi con này bự lắm luôn nè cả nhà ơi. Wow, đâu con cầm thẳng đứng lên coi. Trời ơi. Đó đúng rồi, con buông ra coi, con buông đây con. Đó, nguyên một cái con cá này là con cá quá trời to luôn. Wow. Bốn ngón tay. Ừ, nó bự lắm. Trời ơi, nó bự nè. Ừ. Mập ú ù luôn. Ui dính con cá nè. Vỡ nó ra. Bự nữa nè. Ê con này dám bự hơn con nãy không? Không. Con nãy 4 ngón rồi. Đấy hả? Để em con này vô. Ui con này là bự lắm nè cả nhà. Ông này nó nóc.
Dễ dữ vậy. Đây. Ha. Ừ, con này bự thiệt. Giờ con lựa đi, con lựa cái nhỏ. Thả dưới đi. Ý là lựa thả xuống nè. Cái nhỏ mà. Vậy con đem về con nướng hết đi ra. Nè, hai mẹ cháu câu được như đây. Giờ đi đi vô trảo mình bỏ ra cái bọc ha. Cái bọc cái con đem về. À, đi. Wow. Trời ơi. Hai mẹ cháu con như đây, ê, như đây chắc cũng 30 con ha. Nè. Đây nè, nãy giờ hai mẹ cháu câu được như đây cả nhà ơi. Được hai mấy, gần 30 con. Con bự bự. Đó. Đây, giờ hai mẹ cháu mình đi về. Đi gần mấy con. Rồi, bọc lại xong cái bỏ vô đây. Dạ. Cái rô của mình câu lên nó mạnh dữ lắm. Đó, nó lóc ra kìa. Đang bỏ vô đây liền, đang nó dãy ra đang. Bỏ vô liền con. Bỏ vô cái bọc này liền đây bác. Cột lại. Bỏ vô ông này cho chắc chứ cái bịch đó nó có thể nó tét. Này về mẹ mần cũng ớn rồi nha. Rồi đi về. Đây đây con hái đi, hái về cho em mấy trái coi. Không có mọc. Không có mọc chứ bỏ cốp xe con đi. Nhánh này dưới này nữa nè. Đó, trước mặt con. Trước mặt con. Trước mặt con nguyên chùm luôn. Nó mình hái đủ ăn thôi để cho nó lớn. Cái bữa nào. Ừ. Con hái mấy trái bự cho em ăn. Ồ đúng rồi, bự rồi ha. Ở đây cũng có trái bự luôn. Cái táo là nhiều trái. Ừ, gai không á con. Đi, dẹp. Cái này hồi đó con trồng có chút xíu à. Con trồng á hả? Mẹ trồng. Ờ. Con mua về. Ừ, mau. Dạ, cây của bạn con nha. Cây này quá trời trái luôn. Cứ vài bữa cái chị hái đem lên cho nhỏ con ăn. Quá trời trái luôn.